kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục cơ quan dân cử và cử tri của đài phát thanh truyền hình Cao Bằng. Chuyên mục được phát sóng định kỳ vào tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 9 năm 2020, trên báo Thanh Tra đăng tải bài viết Cao Bằng nhiều điểm mờ cần làm rõ ở cả hai bản án. Sau đó 3 tháng, tờ báo này tiếp tục đăng tải kỳ 2 với nhan đề Vì sao phải vội vàng cưỡng chế thi hành án? ngày 31 tháng 12 năm 2020, cơ quan ngôn luận của Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng tải bài viết Bản án 2 cấp xét xử vụ kiện tranh chấp đất đai ở Cao Bằng, vì sao bị đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án. Liên tiếp sau đó, trên các báo công luận, pháp luật cũng có bài viết Cao Bằng một mảnh đất có nhiều kích thước và Cao Bằng một mảnh đất đo mỗi lần lại ra một kích thước khác nhau. Vì sao một bản án tranh chấp đất đai đơn thuần lại tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông báo chí đến vậy? Vì sao một vụ án kéo dài hơn 10 năm qua hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm? Phóng viên chuyên mục cơ quan dân cử và cử tri đi tìm câu trả lời cho vụ việc này qua đơn thư phản ánh của ông Đào Ngọc Thắng, cử tri phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng và cũng là bị đơn trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất trong bản án nói trên. Chúng tôi có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc. Thửa đất đang xảy ra tranh chấp thuộc địa bàn tổ 7 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. Nguồn gốc thửa đất này của ông Nguyễn Văn Hải, bà Bế Thị Phương nhận chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị Đậm từ năm 1992 Đến ngày 24 tháng 5 năm 2000, bà Bế Thị Phương được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số nở 819439 với diện tích 151m2. Trong đó cạnh phía Bắc 9,5m, cạnh Nam 9,5m, cạnh Đông 16m, cạnh Tây 15,8m. Năm 1997, ông Hải, bà Phương đã xây nhà kiên cố với diện tích là 71m2. Phần diện tích còn lại ở phía đông chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiền và ông Hoàng Xuân Việt là con của ông bà Hải Phương với diện tích là 80m2. Thỏa thuận mua bán bằng giấy tờ viết tay do Ủy ban Nhân dân Phường Hợp Giang xác nhận. Đến năm 2009, ông Việt bà Hiền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 895 434, diện tích sử dụng riêng 80m2, sử dụng chung 0m2 tại thửa đất 5A, tờ bản đồ 4913DA có kích thước cạnh phía bắc 5,7m, cạnh nam 5,2m, cạnh đông và tây 15,2m. Năm 2010, ông Thắng xây một hàng rào gạch để phân định ranh giới giữa mảnh đất của gia đình ông có cạnh phía nam tiếp giáp với đất của bà Phương và bà Hiền, cạnh phía tây tiếp giáp với đất bà Hiền. Lúc này, tranh chấp quyền sử dụng đất bắt đầu xảy ra. Bà Hiền làm đơn khởi kiện ông Thắng đã lấn sang phần đất của gia đình bà. Quyết định tại bản án số 392019 ngày 30 tháng 8 năm 2019 của tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất của ông Việt, bà Hiền buộc ông Thắng trả lại cho hộ gia đình ông Việt và bà Hiền phần đất tranh chấp diện tích là 11,6 m2. Không đồng ý với quyết định này, ông Thắng làm đơn kháng cáo. Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã quyết định giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tuyên buộc ông Thắng phải trả lại 11,6 m2 đất cho nhà ông. Một lần nữa, ông Thắng phản đối quyết định của cấp phúc thẩm, làm đơn xin xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm của ông Thắng nêu rõ: Tòa án Nhân dân hai cấp đã không xem xét những chứng cứ mà ông đã đưa ra để chứng minh cho việc gia đình ông Việt bà Hiền đã sử dụng phần đất không thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Cụ thể, ông Thắng cho rằng hội đồng xét xử xác định kích thước chiều rộng là 10,8m là không đúng khi giấy tờ gốc mua bán là 10m, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 9,5m bên cạnh đó hội đồng xét xử đã xác định điểm mốc giới xuất phát của cạnh phía bắc từ đầu hồi nhà ông Hải để đo 10,8m là không đúng vị trí mốc xuất phát theo giấy tờ chuyển nhượng viết năm 1992 tôi không đồng tình với hai bản án mà tòa án sơ thẩm và cấp phúc thẩm là đã xét xử lý do là vì cái như là cái việc xác định mốc giới nó không đúng, do vậy coi như là dẫn đến cái kết quả đo sai giấy nhượng đất và hoa màu của gia đình bà Bế Thị Phương là à, giấy cạnh phía tây là sát mép đường nhưng tòa lại đo là mép nhà mà từ mép nhà ra mép đường còn 0,97m theo cái bản đồ 595 của coi như là sở tài nguyên môi trường đã coi như là cung cấp. Đấy, chính vì lẽ đó coi như là dẫn đến cái việc sai khi xác định mốc giới sai thì coi như là dẫn đến cái kết quả của cái thửa đất đấy là sai. Thế thì gia đình tôi cũng có đề nghị thứ nhất là bằng đơn, thứ hai như là tại tòa chúng tôi có đề nghị nhưng đều tòa đều không chấp thuận. Qua nghiên cứu những chứng cứ, văn bản, tài liệu có trong vụ án dễ dàng nhận thấy có nhiều con số không thống nhất trong việc đo vẽ hình thể thừa đất đang tranh chấp, đặc biệt là cạnh phía bắc của thửa đất bao gồm 10,8 m, 11,2 m, 9,5 m, 9,2 m, 9,25 m, 11,15 m nhưng chưa được làm rõ trong đó 10,8m là số liệu theo bản sơ đồ tự vẽ của ông Hải để xin chuyển nhượng đất năm 1994 kèm theo quyết định số 936 của ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng về việc mua bán nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở tại đô thị ban hành ngày 18 tháng 8 năm 1997 11,2m là số liệu tại bản trích lục bản đồ địa chính đo vẽ năm 1995 9,5 m là số liệu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 891439 do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cấp cho bà Bế Thị Phương hiện vẫn còn nguyên giá trị pháp lý. 9,2 m là số liệu do Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng thẩm định tại chỗ ngày 28 tháng 2 năm 2017 và thẩm định lại lần 2 vào ngày 13 tháng 8 năm 2019 lại xác định cạnh phía bắc là 9,25 m con số cuối cùng 11,15 m là số liệu thể hiện trên biên bản thi hành án ngày 14 tháng 5 năm 2020. Cùng một mảnh đất nhưng trải qua nhiều lần trích lục, thẩm định thì cạnh phía bắc của mảnh đất này lại thiên biến vạn hóa ra nhiều con số khác nhau. Việc không có sự đồng nhất trong đo đạc kích thước của mảnh đất nói trên kéo theo nhiều hệ quả và những con số chênh lệch đáng phải suy ngẫm. Thứ nhất, theo quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Ca Bằng để thi hành án, các bên đương sự căn cứ vào biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 13 tháng 8 năm 2019 thì ông Thắng phải trả lại cho bà Hiền 11,6 m2. Như vậy tổng diện tích đất của bà Hiền và bà Phương sẽ là 145,26 m2 cộng 11,6 m2 bằng 156,86 m2. Trong khi nguồn gốc đất, ông Hải nhận chuyển nhượng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 151 mét vuông. Như vậy thừa ra 5,86 mét vuông. Thứ hai, theo biên bản thi hành án ngày 14 tháng 5 năm 2020, diện tích đất đo thực tế của gia đình bà Hiền và bà Phương đang sử dụng là 156,76 mét vuông. Số liệu này cũng thừa so với diện tích đất nhận chuyển nhượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 5,76 m2. Thứ ba, theo sơ đồ thẩm định tại chỗ hai lần của tòa án cấp sơ thẩm thì lần 1 đất của ông Hải sau khi bán cho con gái chỉ còn 71 m2, nhưng hiện tại ông đang sử dụng theo sơ đồ thẩm định là 77 m2, dư ra 6 m2. Nhưng lần thẩm định thứ hai, ngày 13 tháng 8 năm 2019 thì đất của ông Hải lại vượt lên thành 77,9 m2, dư ra 6,9 m2 so với diện tích thực tế. Như vậy hai lần thẩm định là hai con số khác nhau. Một chi tiết cần phải lưu ý là trong khoảng thời gian bà Hiền, con ông Hải làm đơn khởi kiện ông Thắng thì ông Hải có động thái làm đơn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, yêu cầu chỉnh sửa lại số đo các cạnh trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 891439 đã cấp từ năm 2000. Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã có văn bản phúc đáp Việc khởi kiện của ông Hải, bà Phương yêu cầu thực hiện hành vi hành chính chỉnh sửa lại kích thước thửa đất của gia đình ông là không có căn cứ giải quyết. Tháng 3 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng còn có văn bản gửi ông Hải khẳng định: Việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo trình tự quy định bản thân ông hoặc người thân trong gia đình ông trực tiếp kê khai đăng ký theo diện tích và danh giới đang quản lý, sử dụng tại thời điểm quá trình xét cấp giấy chứng nhận có xác minh diện tích thực tế và giấy chứng nhận được cấp theo hiện trạng thừa đất. Trong quyết định số 649, ban hành ngày 24 tháng 5 năm 2000 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng xác nhận diện tích của thừa đất nói trên là 151m2. Mọi giấy tờ, văn bản quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. Như vậy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N891439 với diện tích 151 m2, trong đó cạnh phía bắc 9,5 m, cạnh nam 9,5 m, cạnh đông 16 m, cạnh tây 15,8 m vẫn còn nguyên giá trị pháp lý. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng là chứng thư pháp lý cao nhất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, đặc biệt trong những vụ việc xảy ra tranh chấp. Một vụ án kéo dài hơn 10 năm với sự vào cuộc của nhiều cấp ngành, hướng tới mục đích cuối cùng đưa ra bản án khách quan, trung thực, công bằng dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, cho đến nay, vụ án vẫn để lại những dấu hỏi lớn trong dư luận, để lại những câu hỏi ngỏ trên diễn đàn báo chí. Và thực tế là vụ án vẫn chưa thể khép lại khi đang chờ phán xét của tòa án cấp cao hơn. Chắc chắn rằng những vụ kiện tụng kéo dài như trên nếu không được giải quyết dứt điểm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của người dân đến cơ quan thực thi pháp luật. Vụ việc trên sẽ được giải quyết như thế nào, tranh án tòa án nhân dân cấp cao sẽ có thông tin phúc đáp vụ việc này ra sao. Thông tin này sẽ được chúng tôi cập nhật trong số phát sóng sau của chương trình đến đây chuyên mục cơ quan dân cử và cử tri của đài phát thanh truyền hình cao bằng xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại